Nhận được thông tin trên địa bàn thị trấn có 3 người đi trong người nhà ốm trở về từ Bệnh viện E Hà Nội, nơi có bệnh nhân 994 mắc COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thị trấn đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 như phun hóa chất khử khuẩn tại nơi ở của hộ gia đình và khu vực xung quanh, thực hiện các biện pháp cách ly với những người này. Ngay trong tối ngày 19 tháng 8, khi 3 người là chị Hoàng Thị Phượng, anh Lê Văn Việt và anh Bùi Tiến Văn ở khu phố Chí Linh thị trấn trở về từ Bệnh viện E Hà Nội là địa chỉ nằm trong danh sách cần quản lý theo dõi cách ly của Bộ Y tế. Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh và trạm Y tế thị trấn đã tiến hành phun hóa chất chloramin B để khử khuẩn nơi ở của gia đình cũng như khu vực xung quanh hộ gia đình sinh sống. Cùng với việc phun khử trùng, các cơ quan chức năng đã triển khai tuyên truyền hướng dẫn cho 3 người của gia đình từ Bệnh viện E trở về thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà đúng theo thời gian quy định, đồng thời hướng dẫn các thành viên khác trong gia đình và những người trở về từ bệnh viện cách phòng bệnh cho bản thân, những người xung quanh. Đặc biệt là khi có các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, tức ngực, phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Được biết, trong thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện và trạm Y tế thị trấn đã thực hiện phun hóa chất khử khuẩn, tuyên truyền triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại khu vực có người đi từ vùng dịch, nơi có bệnh nhân mắc COVID-19 trở về địa phương. Qua đó, giúp người dân trên địa bàn thị trấn hiểu rõ hơn bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona để chủ động phòng chống kịp thời.